thank <laughs> you xin chào toàn thể các bác cảm ơn các bác đã quay lại video ngày hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2024 thì cũng khá là lâu rồi em chưa lên lại video thì cũng vì nhiều cái lý do em cũng đã thông báo với các bác là em chuyên về kỹ thuật đợt này là bận kỹ thuật cho nên là em ít lên bán hàng và cái việc bán hàng thì do vợ và chị em anh em người nhà cùng bán cho nên là em uh, quay sang làm kỹ thuật là chính. Với hơn nữa thời gian vừa rồi thì cũng uh, gặp một số cái vấn đề nó liên quan đến uh, hàng hóa cần phải giải quyết. Nên là đôi khi là các bác mua hàng thì các bác cứ nghĩ đơn giản là là đắt hay rẻ thôi các bác trả giá các bác thấy chỗ này bán rẻ chỗ kia bán đắt thì các bác trả giá các bác. Uh, mặc cả nhưng mà đôi khi những người làm trong nghề thì mới biết được có những cái vấn đề gì khó khăn hàng hóa thì tuy nó là hàng cũ nhưng nó cũng liên quan đến cái vấn đề pháp lý đấy nó liên quan đến cái vấn đề pháp lý bản thân của thọ nhật bãi thì hơn 10 năm nay cũng nhờ có cái kiến thức về kỹ thuật thì cũng mua những hàng cũ hàng đã qua sử dụng thì mình có kiến thức về kỹ thuật thì có những cái nó bị lỗi này có những cái nó hỏng hóc thì mình về mình sửa mình sửa mình làm sao để cho nó thành một cái sản phẩm là hoàn hảo để mình bán mình có cái lợi nhuận có cái tiền công nhưng đôi khi thì làm tốt bán nhiều thì nó lại mang tính chất là thương mại mà khi mang cái tính chất thương mại thì nó sẽ liên quan đến nhiều vấn đề thì à, bác nào làm trong cái lĩnh vực này thì các bác sẽ nắm được còn đôi khi có nói thì nhiều bác cũng cũng không hiểu cái vấn đề này nhưng thật ra thì việc ai người đấy là cái khó khăn thì ai cũng cũng phải trải qua cả nhưng cái quan trọng của mình mình phải vượt qua lại những cái khó khăn đấy cái mấu chốt của câu chuyện là làm cái gì thì làm là cái lương tâm cái lương tâm cái đạo đức con người đem lại niềm vui và lợi ích cho người khác và mình cũng có lợi chứ không có ai làm không cho ai nhưng ít nhất là phải đem được cái cái niềm vui và cái quyền lợi cho mọi người cho nên là nhiều bác xem kênh youtube của Thọ Nhật Bãi thì không phải xem là để mua hàng mà các bác thích xem để nói chuyện để trò chuyện đôi khi là có rồi nhưng vẫn mua mua để ủng hộ mua để giao lưu chứ không phải là vì cái vấn đề là nhu cầu nữa còn quan điểm của em là các bác thực sự có nhu cầu thì các bác hẳn mua bởi vì khi các bác có nhu cầu thì hàng hóa nó mới giá trị được còn nếu không có nhu cầu thì tốt nhất là ta nên xem nên xem ta giải trí thôi đấy còn là cũng không nên mua mà không thích thì cái giá trị của sản phẩm nó sẽ không còn ý nghĩa nữa còn với em quan điểm thì tiền nào của nấy hàng đẹp hàng tốt thì giá cao mà hàng xấu thì giá rẻ đấy nhưng xấu vẫn phải dùng được nếu nó đã làm một sản phẩm hoàn chỉnh thì xấu cũng phải dùng được thì đợt này thì có khá là nhiều các cái son nồi cũ son nồi cũ là từ đâu mà có là từ những cái nồi nó bị bể vỡ này từ những cái son mà nó 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 xấu quá này để mà bán vào nồi cơm điện thì nó không có giá trị cho nên em lên, uh, một cái video và sắp tới thì thường xuyên em cũng lên những cái video mỗi ngày em bán cũng tầm à 10 đến 20 cái tùy theo hôm nào vui vui thì bán nhiều mà buồn buồn thì em lại bán ít thì cũng lâu lắm rồi uh, cũng chưa lên thì uh, cũng rất là cảm ơn các bác đã và đang xem video đấy các bác xem video thì cho Thọ nhật bãi xin một lượt like nhé đấy. cho xin một lượt like và một lượt đăng ký Kênh Ngoài những cái sản phẩm mà em lên sóng thì các bác có nhu cầu có cái vấn đề gì cần tư vấn về kỹ thuật thì các bác cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0974 178702. Em sẽ để trên màn hình. Còn nếu có nhu cầu về mua hàng thì các bác liên hệ cho em theo cái số điện thoại 0985 263083 thì vợ em cầm máy là sẽ trao đổi hàng hóa với các bác nó dễ hơn bởi vì đôi khi là em làm kỹ thuật mà các bác biết đấy làm kỹ thuật cũng giống như một cái người bác sĩ đang mổ một bệnh nhân ấy. mà nếu như tâm trạng nó bị phân tâm thứ nhất là quên quên không đáp ứng được nhu cầu cho các bác và thứ hai là trong quá trình mà làm kỹ thuật mà có người gọi điện nhiều ấy, thì cái hiệu quả công việc nó rất là thấp và thậm chí là còn là làm hỏng thêm ấy. đấy nói tôi nói, nói thẳng là nó hỏng thêm thì cũng cảm ơn các bác rất là nhiều nhá thì hôm nay em sẽ có một số cái cái ruột nồi và cũng nói thẳng luôn là những cái ruột nồi là bán về cho cô bác thứ nhất là đựng rượu này đấy các bác trên mầm rượu các bác đựng rượu này các bác có thể là bỏ bất cứ cái gì và thứ hai nữa là các bác dùng để như một cái nồi kho cá kho thịt trên bếp ga bếp tử cái nào nấu được ở bếp tử thì em cũng thông báo cho các bác nó là nấu được bếp tử còn cái nào mà chỉ nấu được bếp ga ví dụ như cái son nhôm của nồi mâm nhiệt chỉ nấu được bếp ga thì sẽ bán cho các bác về nấu bếp ga còn những cái song nồi hôm nay em bán thì em sẽ không bao ship cho các bác Và cũng thông báo cho các bác biết là giá tiền ship của một cái song này Hay là năm cái song thì cũng là 30.000 Cho nên là các bác có thể là mua một cái hoặc 3, 4, 5 cái Thì gộp lại tiền ship của các bác là chỉ mất có 30.000 thôi Nhưng nếu như em bao ship thì một cái em bao ship là là 30.000 tiền ship Thì nhiều cái cộng lại lại mất công trừ tiền ship đi Cho nên về cái ruột nồi ấy, thì em không bao ship nhé còn tình trạng như thế nào thì nó là đã, đã là cái ruột cũ, ruột xấu. Ấy. Ruột đẹp ấy, thì nó cũng có trong tình trạng như video này, có thế nào em bán như thế. Đấy. Để các bác xem kỹ video nhá. Các bác ưng ừ, mã nào, các bác gọi điện cho em có bác chốt. Đấy, còn em sẽ lên dần dần cho hết cái đống này và còn tiếp thì em lên tiếp. Thì nhiều khi các bác hỏi mua cái ruột này, ruột kia thì lên tìm một cái thì nếu mà bận ấy, là tìm nó rất là lâu. Đấy. Còn nếu rảnh rỗi thì em sẽ tìm cho các bác, còn các bác khi chịu khó theo dõi video, theo dõi kênh uh, YouTube Thọ Nhật Bãi thì ưng cái nào các bác uh, alo về cho shop nhé để uh, bên em uh, ship hàng cho các bác. Đối với những bác khách hàng quen đã từng mua hàng của shop thì uh, bên em sẽ ship cho các bác và thanh toán tiền qua nhân viên giao hàng, có nghĩa là các bác không phải cọc. Còn những bác khách hàng mới á, thì các bác vui lòng là chuyển khoản cho em nhé. Đấy. thì những cái đơn nào vài triệu vài trăm thì có bác đặt cọc nhưng cái này nó trăm bạc hơn trăm bạc cái nào đắt thì lên đến 200 nghìn thôi nên các bác vui lòng là chuyển khoản đủ cho em còn bác nào mà cảm giác mà mà có không không tiếp cận được khoa học kỹ thuật mà không biết chuyển khoản thì các bác cũng gọi với em nhé đấy hoặc là đôi khi có những bác là hoàn cảnh khó khăn thì em cũng vẫn tặng là chuyện bình thường quan trọng là các bác có thật tâm và em có cái tấm lòng là nó vui vẻ rồi đấy thì cũng lên em lên lần lượt nhá. Hôm nay là ngày 22 22 tháng 10. Đấy, sau cái dưa mỗi ngày 20 tháng 10 thì có nhiều bác là phải đi theo thầy Thích Minh Tuệ là ôm ruột nồi ra đường nên là nắm bắt được cái nhu cầu thì em sẽ cung cấp cho các bác nhá. bác nào mà mà đi theo thầy Thích Minh Tuệ thì có thể là nhanh tay chốt chốt ruột nồi để cùng đi ra đường nhá. Ok, mã đầu tiên này. Mã đầu tiên mã số 1 nhé. Con này là ruột của thằng Hitachi nhé. Hitachi, dòng Hitachi áp suất nhé. Đấy, miệng của nó rất là xấu rồi này. Đấy, ruột nó cũng xấu rồi. Nhưng đối với cái sản phẩm như thế này thì có bác về kho cá, kho thịt trên bếp từ là ok nhé. Mã số 1 em bán cho các bác là 90.000 này. 90.000 nhé. Lưu ý là em không bao ship nhé. Các bác mua một cái thì cũng hết 30.000 nhìn ship. Mà các bác mua 5 cái thì cũng hết 30.000 nhìn ship ruột con này thì cũng khá là dày Đấy, nấu được bếp từ nhé Đấy, mã số 1 này 90.000 nhé, của Hitachi Ok cho các bác Đối với ruột nồi thì nhiều bác rất là thích mua về để kho cá, kho thịt Con này là Mã số 2 này Con này là của thằng, uh, dùng cho thằng uh, Sanio xoài này cho nên xoài hoặc pana xoài nhé nó hơi bị méo một tí chỗ này nhé các bác về có bác gõ lại cho em gõ lại là cho nó tròn lại nó bằng cái mặt này cho nó đỡ xấu được con này thì men đang còn khá là đẹp này chẳng qua là bên trong nó đang có cái lớp cái này là cái cái lụa cơm thôi lụa cơm là vệ sinh chưa sạch nên em cạo là sạch này em cam kết con này là men đẹp cho các bác nhé Đấy, con này men đẹp cho các bác này con này là em bán cho các bác là 110.000 110.000 nhé mã số 2 dùng cho san xoài này pana xoài này đối với dòng xoài thì nó là dòng áp suất dòng áp suất cho nên là các bác mua son khác các bác thay vào là rất dễ bị xì hơi nhé hoặc là có những bác nồi đang bị xì hơi rồi thì các bác mua về là 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 nó vẫn bị xì hơi đấy chưa chưa, chưa chắc là mua về để hết xì hơi đâu còn vấn đề xì hơi thì đối với nồi áp suất thì cơm nó vẫn chín vẫn ngon đấy vẫn chín vẫn ngon đấy con này là mã số 2 nhé 110.000 cho các bác này thế thì bác nào mà ưng cái mã nào thì các bác cứ gọi về cho shop và và đọc cái mã số nhá đọc cái mã số, đọc giá tiền, đấy, đọc mã số, đọc giá tiền thì bên em sẽ đóng hàng và ship cho các bác. thì khi đã quyết tâm mua hàng rồi á, các bác vui lòng là để ý điện thoại nhá, bởi vì khi ship người ta đến, người ta giao hàng á, người ta không có thời gian đâu. một đơn hàng người ta được bốn năm nghìn đồng nữa. đấy, chia ra chỉ được 4 đến năm nghìn đồng mà gọi cho các bác không được này, phải chờ các bác này, để hẹn giờ giao này. <laughs> thì nó rất là mất công tiếp tục là một cái son của thằng Mitsubishi nhá Mitsubishi nó có thể dùng cho Mitsu cắp nách này hoặc là Mitsu áp suất này Đấy, dòng Mitsu thì gần như cái son của nó kích thước là là các cái model nó gần như nhau đấy. men con này thì cũng có nhiều cái vết xước đấy các bác lưu ý là để mà đem cái son lên bán ngoài ấy, thì rất ít khi là có cái son đẹp để bán đâu bởi vì nếu mà son mà đẹp á thì bao giờ cũng để bán kèm với nồi giá trị nó cao hơn như con này là cũng tương đối là ok nhá và rất là dày và đặc biệt là thằng này đáy của nó là đáy bằng này đáy bằng thì nó nó rất thích hợp và đạt cái hiệu suất cao khi các bác nấu bếp từ còn đối với những bác mà nấu bếp ga á, khi các bác nấu bếp ga thì bác vui lòng có phải bác có bác về có bác tẩy cái lớp sơn ở ngoài cho em nhé bởi vì khi cái lửa nó tiếp xúc trực tiếp với cái lớp sơn này nó sẽ tạo lên cái, cái 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 lớp cháy và nó nó sinh ra cái mùi khét cho nên là nếu có bác dùng bếp từ nó sẽ hợp lý hơn đấy con này mã số 3 nhé mã số 3 này 130.000 đấy 130.000 nhé của Mitsubishi tình trạng con này thì cũng cam kết là không bị dính bén đâu đấy các bác khỏe kho cá kho thịt các bác đặt thêm điện từ các bác mua cái vùng ngoài chợ mua cái vùng nó khoảng tầm 10 15.000 là có được một cái nồi ok nhé lại mã số 3 130.000 thì lâu lắm rồi mới lên like nên là cũng cảm ơn các bác rất là nhiều đã luôn luôn quan tâm em có một cái son này nó rất là thậm tệ này. bác nào mà mua ghép đơn nhé ghép đơn đóng cùng về các bác đựng cái gì có bác đựng nhé đấy nó chóc chè chét này đựng cái gì thì đựng này đấy Nhưng cái này chỉ ghép đơn thôi chứ nếu mua một cái thì thì nó cái tiền tiền cá nó quá tiền cơm các bác về các bác đựng cái gì các bác đựng nhé các bác khéo tay các bác khoan lỗ các bác trồng một cái chậu cây cảnh lên đây nó cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật đấy con này để các bác ghép với những cái cái, cái, cái cái đơn khác để cho nó đỡ mất tiền ship nhá mã số 4 này mã số 4 này em bán cho các bác là 40.000 nhá 40.000 mã số 4 này. cái con nó có cái quai nhựa nhưng mà người ta đun bếp ga nó bị chảy nhựa ở đây rồi đấy về cắt bỏ đi được một cái gọi là một một cái son hay một cái chậu cây hay làm bất kỳ một cái việc gì nhé đấy, xấu thì em vẫn nói xấu xấu thậm tệ luôn con này là của Tiger nhé tiếp tục là một con năm lớp của Toshiba này, Đấy. con này men thì nó bị hằn môi nhiều, Đấy, nó bị hằn môi nhiều. Nhưng mà về cái chất men của thằng Toshiba thì luôn luôn đánh giá cao, Đấy. em luôn luôn đánh giá cao cái chất men của thằng Toshiba. Đấy, song của nó là song năm, năm lớp và 5 mm này ở cái phần đáy. Đấy, các bác đang dùng dòng Toshiba, các bác nhìn cái song này nó sẽ rất là quen, Đấy, nó hai ngấn, một ngấn trên và ngấn dưới thì cái vết ố này về thì các bác tẩy đi nhá còn không để nấu nó không ảnh hưởng gì đến. đến đến cái thức ăn bên trong rồi Vì quan trọng nhất vẫn là cái lớp men bên trong đấy <laughs> son cực kỳ dày nói đến son của Toshiba thì chấm hết rồi con này à, mã số 5 nhá mã số 5 này em bán con này à, cho các bác với cái giá là 150.000 nhé 150.000 son đang còn rất là đẹp có nhiều vết xước và vết hằn môi nhưng cái chất men của thằng này nó khá là dày rất là ok đấy bác nào để ý cái nồi Toshiba nhà các bác mà đang có cái cái, cái ký hiệu và model nó như thế này á thì các bác có thể là thay về cái thay vào cái nồi nhà các bác được nhé và đặc biệt là chỉ là dòng cao tầng thôi chứ nếu mà dòng áp suất con này nó cũng không nhầm nó là của con Toshiba cổ thôi đấy con Toshiba cổ chứ không phải là là của con uh, <laughs> Toshiba hút chân không hoặc là Toshiba áp suất đâu nhưng mà cái cái loại xoong dày như thế thì các bác kho cá kho thịt thì nó nóng rất là lâu tiếp tục cũng là một con uh, con khá là dày nữa này của thằng uh, Panasonic này. mà banana này là gọi là banana xoài hoặc là Sanier xoài nhá thì uh, vì sao vì thằng banana nó mua lại cái thương hiệu của thằng Sanier đấy mua lại thương hiệu của thằng Sanier mua lại thương hiệu của Na, Na cho nên là cái song của thằng uh, thằng Sanier xoài là gần như nó y hệt với thằng Pana uh, xoài chẳng qua là son 3 lớp 5 lớp và son 9 lớp thôi <laughs> men bên trong con này cực kỳ đẹp nhé duy nhất có một chấm ly ti chỗ này này có một chấm ly ti chỗ này đấy về các bác thay vào pana xoài này thay vào sania xoài nhá rất là đẹp luôn đấy, đẹp cả trong cả ngoài này. con này mã số 6 nhá mã số 6 này em bán con này cho các bác với giá là 180 k nhá lưu ý là em không bao ship nhá tiền ship của mỗi đơn hàng là 30.000 các bác mua một cái cũng 30.000 Mà các bác mua 5 cái thì tiền ship cũng 30.000 Cho nên các bác cảm thấy ok Các bác có thể là gộp đơn nha Các bác cứ đọc cái số mấy Số 6, 180.000 Ngày 22 tháng 10 nhé Tiếp tục em lên cho các bác Một con sấu thậm tệ của này. Đấy. Sấu thậm tệ của Yorushi nhé Thì nhìn thì nó xấu như vậy Nhưng có những cách để làm cho nó đẹp và làm cho nó đẹp vào cái mục đích gì vào cái công việc gì cái quan trọng là giá tiền của nó bao nhiêu thôi các bác về các bác dùng cái đánh nồi các bác đánh hết cái men lên trong này chưa là nó thành một cái nồi inox như bình thường nhá thì nó là cái song từ mà Đây, song từ con này của Jody Yushi rất là xấu xấu thì em bán ra xấu này mã số 7 này mã số 7 này con này là 45.000 nhé 45.000 nhá mã số 7 nhé bên trong nó chóc nát hết rồi về có bác đựng cái gì có bác đựng hoặc là các bác đánh hết thì thành những cái, cái song inox tiếp tục là cái son của thằng uh, Hitachi này đây này đang còn ghi mô đen này giờ rét này ns 10 g nó có cái quai cầm cách nhiệt nhưng mà nó bị sứt một tí rồi cái này thì đang còn lạnh và men cũng rất là xấu rồi Đấy. <laughs> men rất là xấu con này dùng cho bếp từ được nhá Đấy, nãy giờ là mấy cái son vừa rồi đều dùng cho bếp từ được hết Đấy, con này xấu này con này xấu nha mã số 8 mã số 8 này mã số 8 con này em bán cho các bác là giá là 55.000 nhé 55k Đấy. mã số 8 55k của Hitachi rất là xấu bị sứt một tí cái quay cầm này này có nhiều bác rất thích cái dòng son này bởi vì nó có cái tay cầm nó tiện mã số 9 là son của một con Tiger cao tần này thay cao tần nhưng con này nó là thuộc cái phân khúc cao tần không với cao tần ta cúc đâu nhá mà cao tần bình thường thôi nó thuộc cái đời từ 208 207 208 cho đến 212 213 là cái dòng dòng Tiger mà không có không có tay cầm này. Thường ta cúc thì nó sẽ có hai cái tay cầm nhựa. Nhưng mà thằng này thì trước cái đời đấy cho nên nó không có tay cầm nhựa. Bị nhiều vết xước nhá, bị nhiều vết xước đây. Đấy, các bác nhìn kỹ đi em nhé nhiều vết xước khá là xấu đấy. Đấy, nhưng nó vẫn nấu được bếp từ. Đấy, nó nấu được bếp từ. Về cho các bác kho cá, kho thịt. Kho cá, kho thịt hay nấu bất kỳ món gì mã số 9 này mã số 9 nhá con này 85k đấy nếu có bác mua một mã hoặc hai mã hoặc ba mã thì tiền ship vẫn là 30.000 nên qua bác cân đối vấn đề đấy cho em nhé tiếp tục là son của một thằng Toshiba này RC này 10 g này đấy con này không nhầm là con con cũng con 7 lớp này con này cũng là tô cổ này đấy cực kỳ dày luôn, dày và nó nặng. Con này son dày và nặng, tiếc là cái men của nó bị rộp. Men rộp khá là nhiều phải không ạ? Men rộp khá là nhiều này. Đây. Nó rộp mà cảm giác như không muốn bỏ cái gì vào đây ấy. chỉ còn bằng cách là về các bác tẩy các bác đánh hết cái rộp đi. Đấy, các bác tẩy các bác đánh rộp hết, đánh hết cái rộp này cho nó thành cái son inox đi. Hoặc là các bác khoan ra mấy cái lỗ dưới đáy thì các bác làm một cái chậu, chậu cây bonsai nhé đấy chậu cây bonsai mang thương hiệu Toshiba Toshiba mà Toshiba cổ nhá đấy với cái độ dày son là 7 lớp này đấy, độ dày son là 7 lớp nhá đấy, đây, con này nó có cái mã hôm trước là em bán là 80k này hôm trước là bán 80k cho các bác rất là dày nhá hôm nay em sửa cái mã này thành, thành mã số 10 nhá mã số 10 đấy. mã số 10 80k này Ok chưa rất là dày luôn nhé dày và nặng Toshiba cổ nhé 7 lớp 7 mm tiếp tục lên cho các bác một cái son của Mitsubishi cao tần này Đấy. con này là con uh, cao tần uh, nó có quay chứ không phải là con cao tần cấp nách nhá, con này đời 21 đến 23 nó cũng là son từ luôn bên trong nó cũng rất là xấu rồi Đấy. bên trong cũng rất là xấu rồi con này được cái là đáy của nó là đáy bằng đáy bằng nó rất là thích hợp và hiệu suất cao khi mà các bác dùng bếp từ Đấy, con này mã số 10 này à mã số 11 này mã số 11 nhé con này em bán cho các bác là 75k Đấy, thôi em không dán dán giấy để em ghi luôn lên đây này. mã số 11 nhé 75k Đấy, bác nhìn rõ giúp em nhé của Mitsubishi tiếp tục là một con uh, mã số 12 này. Mã số 12 của thằng uh, thằng này không nhầm là <laughs> nó có thể dùng cho Pana và tiêu này. Cái đáy nó bị chóc mất cái lớp mạ đồng rồi này. Các bác đánh nhìn nhá. Bên trong của con này thì uh, nó đã bị một cái đối tượng. Cái đối tượng này là người ta đã sơn lại cái cái lòng Đấy. Em cam kết với các bác là cái này là đã bị một đối tượng người ta sơn lại cái lòng cho nên vô tình nó vào một cái lô hàng em nhập về, ấy, em phát hiện ra có cái lớp sơn này, là em đã bỏ ra em không không bán kèm nồi cơm nhá. và khi các bác mua cái này thì cũng thông báo cho các bác này, khi các bác mua về là các bác phải đánh hết cái lớp sơn này đi chứ, đấy, em cạo nó ra này, còn không biết là bên dưới của nó có những vết xước như thế nào, mà chắc chắn là có xước thì người ta mới sơn lại, đấy, cho nên cái lương tâm của cái người bán hàng, cái người mà mà phun cái lớp sơn vào được vào đây á thì có khả năng là người đấy đã chết rồi bởi vì cái đạo đức nghề nghiệp mà đi phun vào để lừa người khác ấy, thì sớm muộn cũng nhận phải cái quả báo thôi đấy. còn em khi em đã phát hiện được ra cái vấn đề đấy thì không bao giờ em bán kèm nồi cơm đấy. mà em bán riêng cho các bác về các bác đánh hết cái lớp sơn này đi các bác dùng vào cái việc gì các bác dùng đấy là cái vấn đề các bác suy xét trước khi mua nhé có sao bán vậy có sao nói vậy để cho nó chuẩn chỉ đi con này mã 12 này. Em bán con này cho các bác với cái giá là 70 000 nhá. Đấy, 70 000 này. Cho các bác về tù mù đi, không biết là khi các bác đánh hết cái lớp sơn này đi. Có thể là nó chấm ít, có thể là nó chấm nhiều thì nó gọi là tù mù. Đấy. Gọi là giống như kiểu là sổ số, số đấy. Mã 12 nhá, 70k. tiếp tục lên cho các bác một cái son đẹp của thằng Panasonic này thằng này nó là của cái thằng Pana đời 20 uh, 2019 đến đời 2022 cái bên ngoài này là bẩn nha bẩn cái này về các bác đánh là nó sáng bóng gì đó luôn này, như gương luôn này. còn uh, men của con này thì uh, cũng rất là ok đấy men của nó là men kim tuyến nha đấy con này nó là cái con Pana màu đen màu hình vuông vuông nó hơi mỏng manh một chút nhưng mà con này là con đời cao con đời cao nhá. Trong này thì đánh giá là đạt đến 90 phần trăm đấy không biết là làm sao nó lại lên trên tầng 3 để nó la vào cái chỗ này đây thôi thì gặp thì bán luôn cho các bác luôn mã số 13 này mã số 13 nhé bán cho các bác con này là 100 90.000 đấy 190.000 nhá đấy thì làm sao có những cái chỉ có 40.000 và có những cái thì 190 cho đến 300 000 thậm chí có những cái song nó lên đến tiền triệu đặc biệt là song của tô chuông hoặc là song của voi ma mút có rất là cao đấy chứ không phải là cái nào nó cũng đắt và cái nào nó cũng rẻ đâu <laughs> em uh, con này là cái song của thằng uh, thằng tiger con này em để lại nhé con này của tiger không phải lít nó cũng rất là hiếm con này xin phép em để lại đây em có một con của thằng sáp này. con này của thằng sáp nhé. rất là xinh xắn nhé con này không nhầm là nó là của thằng xác mâm nhiệt của mâm nhiệt chứ không phải là của uh, cao tần nhé nên em chưa test trên cái test xem nó là cao tần hay không nhưng mà con này là không bán cho các bác về nấu mà bán cho các bác về đựng một cái gì đấy nhé. nó rất là xinh xắn rồi. đấy đây này nó chỉ nó chưa đầy một gang tay nhé bề cái bề đường kính trên cái miệng của nó rơi vào tầm khoảng 16 cm thôi đấy rất là xinh xắn rồi. cũng còn tương đối là đẹp rồi. ok chưa đấy này bán cho các bác về các bác để cái gì các bác để này mã số 13 nhé 13 nhỉ em xem mã số 14 mã số 14 các bác nhé 14 này con này em bán với, vừa bán vừa tặng cho các bác con này là 120.000 nhé Đấy. vừa bán vừa tặng cho các bác về chơi về để đồ hay là chồng bonsai cái gì đấy, đấy 120.000 nhé con này là của sáp hình như là sáp mâm nhiệt thì đúng rồi Đấy, bé bé xinh xinh nhé bé bé xinh xinh cái này mà làm một nưu cơm một, một tô canh vào đây nó giữ nhiệt rất là tốt bởi vì nó dày này các bạn nhìn nó dày nhé mình có thể này để, để làm một cái tô canh trên bàn nhé làm một tô miến lươn mà như thế này thì nóng rất là lâu tiếp tục một cái son của thằng Hitachi này son của thằng Hitachi nhé Hitachi nhưng mà bên ngoài của nó là một lớp phủ cách nhiệt sần con này cũng là cái ruột của thằng Hitachi vip này Đấy. trong lòng thì bị một vết lớn này và hai vết nhỏ này kèm nhiều cái vết lông mèo này Đấy. cái lớp này thì nó giữ nhiệt rất là tốt thì cái đáy của nó cũng tương đối là bằng bằng phẳng Đấy. con này mã số 15 nhá bán cho ba con này với giá là 70k này Đấy. về cho các bác kho cá kho thịt rất là vô tư nhá Đấy. Nhìn nó xấu xấu thế thôi nhưng mà kho cá kho thịt rất là vô tư tiếp tục lên cho các bác một con Hitachi à con Tiger nhá con này là của Tiger các bác có thể bỏ vào cái ruột của con Tiger ta cúc được này đấy các bác thay vào ruột con Tiger ta cúc nhá nó bị chóc rất nhiều ở trên miệng này trên cái phần miệng nó bị chóc rất nhiều này cái vành xung quanh này này nhưng mà dưới đáy thì nó có một vết chỗ này thôi đấy con này thì cam kết là các bác cũng không bị dính cơm đâu nhưng mà nhìn cái miệng này thì nó xấu hai bên có hai cái quay nhựa cách nhiệt này. chưa hề bị vỡ nhé đấy bên ngoài khá là ok với cái mã số 16 này mã số 16 con này em lên cho các bác là với cái giá là 85.000 nhé mã 16 này Đấy, bác nào mà có nhu cầu về ruột nồi này, hay là về nồi cơm thì có bác cứ alo trực tiếp cho thọ nhật bãi theo cái số 0955 263083 bên em sẽ lựa chọn cho các bác những cái nào nó hợp lý nhất Đấy. quan trọng phải là cái nhu cầu của các bác như thế nào thì chọn nó mới dễ được chứ đã là khách quen đã tin tưởng nhau đã nhờ vả và, và hỏi nhau về cái nhu cầu thì tốt nhất là các bác cứ thổ lộ cái tâm tư ra em tìm nó dễ hơn Chứ đừng có, ví dụ như mình xác định mình mua một cái khoảng tầm 1 triệu. Mà mình cứ bảo chụp từ 500 cho đến 2 triệu để các bác so sánh, các bác tìm hiểu thì. Bên em không có thời gian để làm cái việc đấy và mất nhiều thời gian lắm. Nên là các bác cần, cần cái nồi nấu cho bao nhiêu người ăn. Các bác đã có đổi nguồn hay chưa. đấy Các bác cần bỏ ra số tiền bao nhiêu thì em tư vấn cho các bác hợp lý. Bác thích ăn cơm cứng, cơm mềm, cơm dai, cơm dẻo hay cơm cháy hay cơm như thế nào khi đã nắm được cái 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 nhu cầu của khách hàng thì bên em tư vấn nó cũng dễ hơn tiếp tục là so của con pana nhé bị một vết chàm kiểu này nó bằng cái hạt đậu phộng hay còn gọi là hạt lạc đấy còn uh, tất cả nó đều còn đẹp trừ cái vết chàm thế này có thể là do bị một cái tác động gì đấy, đấy. <laughs> con này là của con không um, nhầm thì con panavat panavat mà panavat đời cao đó. con này mã số 17 bảy nha bán cho các bác với giá là 95k Đấy. 95k nhé mã 17 này 95k con này là của Pana bị một vết uh, vết chàm chỗ này vết chóc bên ngoài thì lại rất là đẹp Đấy. em có một cái xoong gốm nhé có một cái xoong gốm của thằng uh, thằng Tiger Đấy. <laughs> nhưng mà nó bị một cái tật chỗ này thông báo với các bác luôn là nó bị một cái tật chỗ này giống như kiểu là cái thành phần cái thành phần gốm kim loại chỗ này nó bị lỗi thì khi nấu cơm á thì cái góc chỗ này nó sẽ có cái cái cháy nó màu đen một tí đấy. nó sẽ có cái cháy màu đen một tí cho nên nếu mà bác nào mà đang dùng bếp tử á các bác mua cái này về cho em các bác gọi là om lươn đấy ôm lươn, kho cá, đặc biệt là ví dụ như các bác kho kho kho, kho cá cho mốc ấy. Nhưng mà em cũng chưa thử cái này trên bếp từ. Bởi vì nó có một cái g ở đây. Đấy. Các bác nhìn là nó nó sẽ có một cái g nó lồi lên như này. Thì không biết là nó có hợp với cái mặt bếp từ của bếp ga của bếp của bếp từ nhà nhà mình hay không. Thì con này thì các bác lưu ý là nếu mà các bác mua để nấu bếp từ á thì các bác bảo em test lại, em thử test lại nếu mà nấu được thì em sẽ báo cho các bác còn không thì thôi nhá đấy chứ không mua về không dùng được là rất là mất công và mất tiền thứ hai là cái dòng sông gốm thì nó rất là dễ vỡ đấy <laughs> thì con này cũng là cái con uh, mã cuối cùng cũng muộn rồi thì em uh, lên cho các bác con này là mã 18 nhé 18 cho bác nào hợp duyên này. hợp duyên và chấp nhận được một cái lỗi chỗ đấy đấy là nó một có một cái vết như vậy thì con này là mã 18 nhá bán cho các bác với giá là 150k Đấy. 150k Đấy. các bác lấy một cái thì cũng 30.000 điểm ship mà các bác lấy 5 cái thì cũng hết 30.000 ship nhé cho nên là các bác cân đối cho là nên lấy bao nhiêu cái để cho nó thể tiền ship thôi thì hôm nay em tạm thời em lên 18 mã cho các bác xem đấy 18 mã thì bác nào mà cần cái mã nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em theo cái số là 0985263083 và nếu các bác nào có nhu cầu về tư vấn kỹ thuật ấy, thì các bác liên hệ cho em theo cái số là 0974 0974178702 à, về cái ruột nồi thì cũng khuyến cáo với các bác là mua về để đựng đồ này để kho cá kho thịt chứ không khuyến, khuyến cáo các bác mua về để thay vào cái ruột nồi nhà các bác đang dùng nhé bởi vì có những cái là nó đúng cái mô đen nhưng cũng có những cái là nó không đúng mô đen mà khi không đúng mô đen thì nó sẽ báo lỗi này nó báo lỗi hoặc là cơm không chín này thì lúc đấy các bác lại bảo em là bán lừa bán đảo đấy. cho nên là trước khi mình mua cái gì thì mình cũng nên tham khảo và tư vấn nhé tư vấn cái gì em biết thì em sẽ chia sẻ cho các bác còn tránh tình trạng là mua không đúng hàng, mua không đúng mục đích thì sản phẩm nó sẽ không có giá trị. Mà cái gì nó không có giá trị thì nó cũng trở nên vô nghĩa. Đấy, xin quay lại cho các bác xem mà một số cái cái mã nha, một số cái mã và cái mức giá. Đấy. Một số cái mã và cái mức giá cho các bác nhớ lại một chút này. Đấy. để xa xa cho bác nhìn nhé. Mã số 1 này. 90 000 này.

số 15 là 70.000 này 14 là 120.000 bé bé xinh xinh này 16 là 85 này 17 là 95 này và 18 là 150.000 cái số gốm bị lỗi đấy thì cũng xin phép được chào tạm biệt các bác đấy. thì em sẽ liên tục và thường xuyên em lên sóng mỗi hôm em sẽ lên một vài cái sản phẩm để giao lưu cùng các bác trò chuyện cùng các bác cho vui thì à Chúc các bác có một ngày mới thật nhiều niềm vui. Cảm ơn các bác đã luôn đồng hành và theo dõi cùng kênh Thọ Nhật Bãi. Và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.